biến chứng có thai kỳ sớm thì thật sự các chị biết rằng là cái thai mà nó có những cái biến chứng sớm á, ví dụ như là động thai, sảy thai, thai ngoài tử cung vân vân, thì nó được xếp vô đó là siêu âm phụ khoa, chứ không phải siêu âm sản khoa. Những cái anh chị biết mình đó, thì mình làm từ đầu đến chân à, bác sĩ các anh chị đa số thì sẽ nhiều bác sĩ trong đó nặng đúng không, làm đầu đến chân quan siêu âm thì làm hết. Còn ví dụ ở đây thì nguyên bác sĩ sản thôi, siêu âm sản thôi, nhưng mà là siêu âm sản khoa phụ khoa. Nhưng mà ở nước ngoài thì người ta sẽ siêu âm sản là bác sĩ riêng mà siêu âm phụ bác sĩ riêng, có nghĩa là người ta càng kim cái mức độ chuyên sâu nó sẽ càng nhiều hơn nữa, thì người ta mới làm tốt được. Các chị không thể nào làm đủ hết, mà chị giỏi được trơn cái bài nào hết trơn, đòi hỏi chị làm từ CT, MRI, X-quang phổi rồi HSRE rồi ngũ ảnh, thì thật sự mình phải chấp nhận trong cái điều kiện của mình khó khăn hơn. Nhưng mà thật sự nhiều khi người nên bệnh nhân nhiều khi tâm hiểu ta nói tại sao bác sĩ làm sai làm vậy. Mình thì mình nguyên rất là thông cảm với những khi các chị có những cái tai biến hay có những cái gì sai sót ở dưới mình rất là hiểu. Ở ngay cả mình làm ở đây mình làm phiến giảng không tiêm phụ khoa mà mình không thấy những cái nó khó, mà chưa kể mình được học hành mình mới thấy là như vậy. Mình lo tập huấn, mình có điều kiện, mình có tiếng Anh tốt hơn, mình đọc bài hiểu còn các chị trong cái điều kiện này chị làm được cái đó là rất tốt. Thì khi đi xuống dưới tỉnh thấy là chị làm rất tốt luôn á, mà với một cái bác sĩ mà đa khoa mình chị làm như vậy là đối với sản vậy mình thấy là quá tốt đó. Nhưng mà nhiều khi bệnh nhân mình hoặc là những cái người xếp trên mình thì người ta đòi hỏi mình hơi nhiều quá ha, nhưng mà thôi mình cứ cố gắng thôi để mình bảo vệ mình thôi, tại bệnh nhân có chuyện thì mình cũng khổ sở lắm. Mà thôi các chị cố gắng đi học lên đây, cố gắng học cho tốt một chút đó. Nhưng mà trong nhà thì làm mình hiểu lắm trong cái điều kiện của mình. Người ta làm siêu âm sản là đi, siêu âm phụ là đi, mấy cái ông mà siêu âm thai ngoài tử cung không biết siêu âm thai đâu, thật sự như vậy. Thì những cái biến chứng thai kỳ sớm như vậy á, là nó nằm riêng và là trong cái đơn vị phụ khoa sớm á, có nghĩa là đó là những bác sĩ phụ khoa, bác sĩ siêu âm phụ khoa. Thì bây giờ cái đối với những cái biến chứng thai kỳ sớm á, thì các chị thấy là cái siêu âm thường nó chỉ định á, như mình nói trong cái bài thai đo đủ màu da gáy á ha, người ta chỉ siêu âm lúc mà 12 tuần thôi, nhìn 12 tuần bệnh nhân nó biết nó bút hẹn lúc đó nó đi siêu âm đo đủ màu da gáy, khảo sát mình thấy sớm không con, chứ nó mới trẻ kinh không đi liền như mình đâu ha. Cho nên nó thường nó chỉ khi nào nó có vấn đề đó, nó có ra kinh mà nó biết nó trẻ kinh rồi mà giờ nó bị đau bụng, nó bị ra huyết vân vân, thì nó mới đi kiếm bác sĩ khám thai thôi ha. Thì khi đó thường là những cái thai nó có vấn đề, chứ mình để cái mình đi khám liền không có như Việt Nam. Thì mục đích của thai sớm là cái siêu âm sớm, tức là mới cái giai đoạn đầu trẻ kinh là đang huyết là vậy á, thì mình sẽ xác định vị trí thai có thai hay không, có thai hay không. Cái đã thai nhiều khi nó trẻ kinh, nó bị rối loạn kinh nguyệt, chứ không phải nó trẻ kinh nó phải có thai. Cho nên mục đích siêu âm xác định có thai hay không, tình trạng thai như thế nào, có phôi có tim hay là thai tiến triển vân vân. Rồi vị trí thai cũng rất quan trọng ha, nhiều khi nó thai ngoài tử cung. Rồi những cái trường hợp mà thai ngừng tiến triển, trứng trống, hoặc là những cái thai kỳ có nguy cơ cao ngừng tiến triển, có nghĩa là chị siêu âm chị thấy sao có phôi, chị có tim, hoặc là chị thấy cái túi lông hoàng sao nó lớn vậy, vâng, cái túi thai sao nó mót mép vậy, thì chị phải ghi đó là cái thai kỳ nó có nguy cơ nó ngừng tiến triển, mình phải hẹn người ta coi lại tuần sau, vâng. Thì đây là mục đích, nói chung mục đích của cái thai sớm là phát hiện, xác định coi có thai không, tình trạng thai như thế nào, có thai đúng vị trí hay không, đó là cái mục đích của thai sớm ha. Thì ví dụ đây là một cái thống kê ở cái đơn vị gọi là này, cái từ tiếng Anh của nó là những cái vấn đề phụ khoa cấp cứu hoặc là những cái thai sớm nó nằm trong cái khoa này, nó có riêng cái đơn vị đó ha. Thì nó thống kê, nó tổng kết những cái trường hợp mà thai phụ đến có triệu chứng á, có triệu chứng đến á, chứ không phải như mình trễ kinh đi khám đâu, người ta đây là những cái ca có triệu chứng người ta mới đi đó. Thì đa số sau đó 70% nó sẽ là thai trong tử cung, có nghĩa là chị thấy là đa số là nó thai trong nhưng mà nó có vấn đề ra huyết động thai gì đó ha. Tỷ lệ sảy thai khoảng 17%, siêu âm không kết luận, tức là nó không có đưa ra một cái chẩn đoán được cái thời điểm đó, nó cũng khoảng 90% mà cần phải xem lại. Và cái tỷ lệ thai ngoài tử cung nó chỉ khoảng 3%, thì mình nhìn để mình cũng mường tượng được là cái thai nó có vấn đề đi kiếm 3%, thì đa số sau đó nó là thai bình thường, thai trong tử cung ha. Thì bây giờ cái thai vai trò đầu tiên của mình siêu âm là mình sẽ xác định nó có thai và mình sẽ thấy cái hình ảnh túi thai trong tử cung ha. Thì bình thường mình sẽ thấy cái túi thai khi cái thai nó trên 4 tuần, các chị thấy bên trong có túi nọng hoàng như vậy á, là nó phải 5 tuần 5 tuần rưỡi ha. Và ghế túi nọng hoàng chị thấy xuất hiện cái phôi nhỏ nhỏ thì là phải 6 tuần.
Thì khi các anh chị thấy ba tháng đầu, các anh chị nhớ là có một cái mà Nguyên đã nhắc các anh chị cái bài đầu đó là các anh chị sẽ thấy cái màng ối. Thì cái màng ối này là cái sinh lý bình thường ha. Đừng có đọc động thai, đừng có đọc bóc tách túi thai. Ở cái giai đoạn sớm thì khi 6-16 tuần có những đứa 6-16 tuần mới nhập cái màng ối vô màng đề. Cho nên cái thời điểm sớm mình rất hay thấy cái màng ối như vậy ha. Và cái túi màng hoàng nó sẽ nằm bên ngoài màng ối. Đây là cái khoang màng ối, đây là khoang ngoài màng đề. Ví dụ chị coi cái trường hợp này thì sẽ thấy nó là cái gì. Đây là một cái trường hợp đa thai. Thì anh chị sẽ thấy nó có tới gì? Có 3 túi thai có tới 3 túi thai. Mỗi túi thai nó sẽ có một cái phôi sống. Nhưng chiếc ca này nó tứ thai rồi đó. Tại vì cái túi này ở giữa nó có tới 2 cái phôi. Cho nên nó mình coi tao thai là mình thấy rồi đó. Nhưng mà để ý coi nhiều khi trong đó nó còn có chia đôi nữa. Cho nên cái ca này là ca tứ thai. Cái túi thai giữa nó có 2 cái phôi và có 2 ổ tim luôn. Thì đây là một trường hợp tứ thai. Cho nên cái siêu âm sớm mình sẽ phải khẳng định là túi thai là bao nhiêu, có bao nhiêu túi thai, rồi trong túi thai có bao nhiêu phôi vân vân ha. Có những đứa nhiều khi ra lần sớm á, nhưng mà nói với anh chị lại cái bài song thai đó, nó sẽ phân chia từ rất sớm. Cho nên 7 tháng tuần mà đọc một đứa mà hồi rồi thì 2 tuần ra 2 đứa đo được mời là mình sai đó ha. Cho nên bây giờ cái quý 1 đọc cũng phải chậm lại một chút ha. Đọc cho thấy phôi rồi nhưng cũng phải xoay đầu dò xoay tới xoay lui nhìn coi còn cái phôi nào nữa không, có thêm ổ tim thai nào nữa không, thôi là mình sẽ chẳng có gì sai. Rồi thì bây giờ cái biến chứng của sớm thì mình sẽ có những cái vấn đề này, mình sẽ focus có cho ba cái này. Thứ nhất là máu tụ dưới màng đệm, mà cái từ cũ là nó đọc là động thai các chị ha, cái từ đó giờ đã bỏ rồi đó, từ vũ bỏ cũng lâu rồi, trước đó cái phải đọc động thai. Các chị thấy cái từ động thai nó không có trong cái thân này gì chứ, nó chỉ có là máu tụ dưới màng đệm, subcorionic hemorrhage hoặc là subcorionic gì biết tin gì đó đại khái vậy đó, rồi gã sảy thai, threatened abortion chứ không có từ động thai. Cái từ động thai biết đâu ra và mình hay xài cái từ động thai, thành ra giờ mình bỏ từ động thai, chúng chị nhớ là máu tụ dưới màng đệm hay là tiến triển, cái tiêu chuẩn chẩn đoán như thế nào, sót nhau thai, tức đây là những cái trường hợp mà gì tẩy thai không hoàn toàn sẽ có cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Một cái nhóm lớn đó là thai ngoài tử cung, các chị sẽ học trong cái bài hôm nay. Và cuối cùng là cái thai trứng ha, thì mình sẽ đi focus trong cái vấn đề này. Đầu tiên là máu tụ dưới màng đệm, đây là cái từ tiếng Anh. Thì máu tụ dưới màng đệm nó là hậu quả của sự bong nhau ở cái rìa bát nhau. Thì chị thấy cái thai sớm á, thì khi cái thai sớm á, tức là cái thai sớm mà không phải sớm lắm, thì chị bắt đầu thấy cái hình ảnh một phần của cái nó sẽ bị khóa thành bánh nhau á, tức là cái chỗ nó hơi dài sáng. Thì bây giờ ngay cái rìa bát nhau này nè, nó bị bóc tách ra nó bị bóc tách ra và máu nó chảy ra. Khi cái mép nhau này nó bị bóc tách khỏi cái túi thai á, khỏi cái cơ tử cung á, thì đương nhiên nó sẽ rách ra cái mạch máu đó và máu nó sẽ chảy ra đây, nó đạo tận cái khối gọi là cái khối máu tụ dưới màng đệm, nó sẽ đẩy cái màng đệm này đi lên ha. Thì thường cái máu tụ màng đệm nó tần suất nó khoảng 1-3% thai kỳ. Tuy nhiên nếu cái thai phụ đó mà có ra huyết trên lâm sàng á, tức là người ta đến với mình có cái triệu chứng ra huyết, thì các anh chị sẽ thấy số âm có cái khối máu tụ tần suất có thể lên đến 40%, tức là khi có triệu chứng về lâm sàng. Còn nếu không có triệu chứng lâm sàng hết, nó sẽ xảy ra khoảng 1-3%. Thì cái khối máu tụ dưới màng đệm á, nó sẽ thay đổi theo thời gian. Ví dụ như khi các chị thấy giống như chị học bài nhau bong non á, ở cái giai đoạn cấp tính á, là máu nó bong ra nó giống như mô nhau vậy đó. Cho nên nhiều khi các chị sót á, cái nhau bong non nó chị không phát hiện được. Tại vì ở giai đoạn cấp tính nó sẽ hình thành cái yêu dài giống như cái mặt của nhau, cho biết chị bỏ sót ha. Còn khi các chị thấy mà có hình ảnh yêu trống, cái khối máu tụ mà nó thành yêu trống, có nghĩa là nó đã thoái triển theo thời gian ha. Liên tích nó thành co cộng lại, đây là những cái huyết riêng, là đây là những cái huyết thanh gì đó, cho nên chị sẽ thấy là echo trống, echo kém. Thì đây là những cái theo đuổi những tiết theo thời gian. Còn giai đoạn cấp tính thì khi chị sẽ thấy là echo dài. Thì cái máu tụ dưới màng đệm á, nó có liên quan đến như thế nào đến cái kết cục thai kỳ? Thì nó tất nhiên chị biết động thai bị bóc tách túi thai thì đó có nguy cơ sảy thai, dọa sảy thai, và sau này người ta nói rằng kết cục thai kỳ xấu, có nghĩa là những cái đứa đó nó sẽ có nguy cơ gì tiền sản giật, thai chậm tăng trưởng tử cung. À bây giờ cái gì chị thấy cái cơ chế của tiền sản giật, thai chậm tăng trưởng tử cung là gì? Là do cái sự giảm xâm nhập của nguyên bào nuôi vào hệ động mạch sống, nghĩa là ngay từ đầu nó có những cái bất thường trong cái
sự xâm nhập của nguyên ngọn nguồn, cho nên chính vì vậy mà nó bám không chắc gì đó, cho nên ngay từ đầu nó có sự bất cập, cho nên những cái thứ đó về sau nó có cái nguy cơ tiền sinh nhật cao hơn, nguy cơ chẳng hạn của cô cao hơn, thì nó đã làm nghiên cứu rồi ha. Cho nên cái máu tụ dưới mặt đệm nó có nguy cơ dọa sảy thai tiếp tục thai kỳ 6 như là thai dẫn đến trứng tử cung tiền sinh nhật, thì cái kích thước nó sẽ liên quan tới cái kết cục thai kỳ ha. Ví dụ chị thấy nó bị máu tụ mặt đệm kèm theo nó xuất huyết âm đạo, có khối máu tụ lớn và cái thai mà thai đang sớm đó, thì tất nhiên cái nguy cơ nó sẽ nhiều hơn so với cái thai sau 12 tuần anh chị có bóc tách chút xíu cũng sao ha. Còn bây giờ mới 8, 9 tuần, 7, 8 tuần nguyên cái khối máu tụ rồi, bóc tách gần hết cái khối thứ hai, thì nó có thể sẽ làm cho các anh chị có cái nguy cơ bị sảy thai cao hơn. Ví dụ đây là một cái trường hợp bị máu tụ dưới màng đệm, mà cái ca này nó phải nhập viện là vì nó bị bóc tách hơi nhiều ha. Thì chị thấy đây là cái bánh nhau, cái thai này cũng cỡ 15, 16 tuần rồi, nhưng mà vì không có cái hình thai nhỏ, tôi lấy coi cái hình thai lớn chút. Thì tất nhiên nó bị từ quý ban đầu đó, tức là giai đoạn từ 10 tuần, 12 tuần mà nó không có ổn định, và anh chị sẽ thấy đây là cái màng, cái bánh nhau, và anh chị thấy nó bị bóc tách cái màng ra, cái rìa mép nhau và máu nó cứ khối máu tụ. Và anh chị thấy đây là echo trống, có nghĩa nó đã theo thời gian. Rồi, Tiến Huy sẽ nói chị cái túi thai thật, túi thai giả. Rồi bây giờ mình sẽ cái thứ hai là tiêu chuẩn thứ hai như thế nào để nói thai ngừng tiến triển ha. Thì cái thai ngừng tiến triển thì chị biết rằng nó cũng là thường xuyên đó, chứ không phải cái thai nào có đậu thai sau đó nó sẽ tiến triển thành cái một cái thai tốt đâu. Nó có tỷ lệ nó sẽ ngừng thai. Ví dụ như là 10-20% thì những cái trường hợp đã có thai trên lâm sàng, tức là nó có trĩ trinh rồi đó ha, và sau đó nó không có thai, hoặc là khi siêu âm ngay cả khi chị thấy phôi rồi nó vẫn có tỷ lệ lưu ha. Và nếu mà mình người ta có những nghiên cứu, ta nói sau cái giai đoạn mạch tổ thì cái tần suất nó còn nhiều hơn nữa. Thì như vậy bây giờ như thế nào để mình chẩn đoán cái tiêu chuẩn chẩn đoán ngừng thai? Thì đầu tiên á, nó sẽ có nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ như đưa ra thì đây là một số của những cái hiệp hội về X-quang, rồi hiệp hội sản khoa v.v. Thì khi người ta nói rằng khi cái chiều dài phôi là trên 5mm mà không có tim thì các chị có thể kết luận là thai ngừng tiến triển. Tại nguyên tắc các chị thấy cái phôi là phải thấy tim, mà cái phôi đường như nó quá nhỏ 2-3mm thì các chị có thể theo dõi, nhưng mà 5mm mà không có tim thì theo cái radiologist của Mỹ thì nó nói như vậy là thai ngừng tiến triển. Hoặc là ví dụ đây là UK ở cái hiệp hội sản phụ khoa Hồng Gia Anh, thì người ta dùng cái tiêu chuẩn là MSD. MSD có nghĩa là đường kính trung bình của tuyến thai ha. Thì các chị thấy là khi mình đo tuyến thai mình có xu hướng là mình đo gì một chiều đúng không? Thực tế người ta không có vậy, người ta đo ba chiều. Thì cách dọc anh chị đo đường kính trước sau, anh chị đo trên dưới trước sau và chị sẽ ngang lại độ nhọn, chị sẽ đo đường kính ngang. Ba cái cộng lại chia ba thì nó gọi là MSD. Ví dụ như có thể anh chị đo xuôi ở đây có thói quen mình đo có một chiều cắt dọc xong đo cái chiều dài này là 20mm. Thật sự đến 20mm là cái chiều lớn nhất, mà khi anh chị cắt ngang lại anh chị đo chiều cứng ngang mình đứng trước sau nó cộng lại nó sẽ còn có mười mấy. Thì người ta nói cái túi thai mà khi cái MSD mà trên 20mm là phải có viêm sắt. Cái viêm sắt nó rất quan trọng các anh chị ha. Nó là cái cấu trúc đầu tiên xuất hiện trước phôi đó. Nếu mà không có viêm sắt coi chừng nó bị là nó là sau đó nó sẽ xuất hiện cái phôi được. Cho nên người ta nói cái túi thai mà MSD mà trên 20mm á mà không có viêm sắt là nó cũng chẩn đoán ngừng tiến triển. Hoặc nó dùng cái tiêu chuẩn đầu mông lớn hơn chút xíu 6mm ha. Còn Canada thì dùng cái tiêu chuẩn sớm hơn nữa, ví dụ MSD trên 16 không có phôi, hoặc MSD trên 8 mà không có viêm sắt. Có nghĩa là MSD trên 8 là các anh chị phải thấy có viêm sắt xuất hiện bên trong, và không thấy viêm sắt là nó cũng gọi là tiến triển. Hoặc cái này thì theo một cái bản tiêu chuẩn mới hơn thì người ta cẩn thận hơn, thì ta dùng hai cái tiêu chuẩn này là MSD trên 25 không có viêm sắt, hoặc là CIL thì ta dùng tiêu chuẩn phải như thế này. Cho nên thì tóm lại thì theo Nguyên thì các anh chị dùng MSD trên 25mm hoặc CIL, tức là cứ phôi trên 7mm mà không có tim á, thì các anh chị sẽ chẩn đoán nó là ngừng tiến triển ha. Còn ví dụ bé 5mm thôi hẹn vàng này còn bé coi lại tôi có cái tim không, thế thì cái điều này tiến triển. Thì ví dụ đây là một cái nghiên cứu người ta cho thấy rằng cái giá trị của siêu âm trong chẩn đoán thứ một trong cái việc chẩn đoán mà thai ngừng tiến triển sớm ha, một cái systematic review. Thì người ta nói là cái túi thai mà trên 25mm mà nó túi thai trống, tức là không có phôi, không có viêm sắt bên trong đó ha. Hoặc trên 20 mà không có viêm sắt, có nghĩa là 20 mà không có viêm sắt là kết luận ngừng
giờ người ta cũng có nói vấn đề gương sắt, các anh chị thấy cái gương sắt bình thường nó khoảng 5-6mm thôi. Bây giờ một cái gương sắt mà nó bự á, chị siêu âm thứ hai chị thấy cái gương sắt nó lên 8-9-10mm à, hoặc là nó quá nhỏ thì nó cũng gợi ý cái thai đó là nó sẽ ngừng tiến triển đó. Mình đã có những cái nghiên cứu á, là nó thấy là cái gương sắt mà nó lớn á, nó lớn à, thì nó sẽ có cái nguy cơ ngừng tiến triển hoặc thai phát triển bất thường. Cho nên siêu âm mình để ý thấy cái gương sắt bự nó cũng không có dấu hiệu của cái thai tiến triển thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái nữa là sót thai, sảy thai không hoàn toàn. Tức là có những người họ có thai rồi họ ra huyết và sảy mà sảy không hoàn toàn thì cái đó gọi là sót nhau, tức là một cái bệnh dẫn sảy thai không hoàn toàn. Thì bây giờ cái tiêu chuẩn chẩn đoán sót nhau, sảy thai không hoàn toàn thì dựa trên siêu âm người ta làm cái gì? Thì người ta sẽ đo cái bề dày của hậu màng tử cung. À, thì trước đây người ta đo cái bề dày hậu màng tử cung. Tuy nhiên các chị sẽ thấy nó chưa có cái sự đồng thuận về cái tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ dày như thế nào, à, cái kết ói như thế nào để chẩn đoán nó là sót nhau hay là những khi nó không phải sót nhau nó chỉ còn ứ mốc cục thôi vân vân ha. Thì ví dụ các chị thấy đây là một cái hình ảnh sót nhau sảy thai không hoàn toàn, một cái người trẻ kinh tới với mình tự nhiên mình thấy trong lòng tử cung là một cái dạng cái cung hỗn hợp, cái gì sẽ đo bề dày. Đa số các nghiên cứu nó cũng bề dày, nhưng mà có nghiên cứu nó sẽ đo thể tích, à, có nghĩa đo chị trước sau, chị đo trên dưới, chị xoay ngang là chị đo cái tích tính ngang nữa. Rồi chị nhân ra tính thể tích thì ta tính cái thể tích của cái khối đó thì nó người ta nói chính xác hơn đo cái đường kính trước sau. Thì nó không có cái nguồn kết ó nào là chưa có sự thống nhất. Thì ví dụ đây là nguyên đưa cho anh chị một cái nghiên cứu cho thấy rằng cái giá trị của cái việc đo cái bề dày của cái khoang nội mạc tử cung á để chẩn đoán nó sót nhau ha. Thì cái nghiên cứu này cái ông Lukovic nhé, anh chị nào hay đọc về những cái tài liệu về siêu âm phụ khoa là ông này rất nổi tiếng ở Anh này. Thì người ta sẽ đo cái bề dày nội mạc tử cung tùy theo cái mức ngưỡng, ví dụ 5mm, 8mm, 12mm, 15mm hay là 25mm hoặc là tính thể tích trên 1mm thì anh chị sẽ thấy cái độ nhạy và độ đặc thì nó sẽ khác nhau, đúng không? Tất nhiên anh chị dùng cái nguồn kết ốc thấp, ví dụ nó mới 8mm thì cho nó là sót nhau thì anh chị độ nhạy tất nhiên sẽ cao, nhưng mà chị thấy độ đặc hiệu nó rất là thấp, nói 5K nó có 20%, có nghĩa nói 5K tính 1K, đúng không? Cho nên đa số người ta dùng ở cái ngưỡng nào mà nói chung là cái độ nhạy, nếu gọi là test sàng lọc thì cái độ nhạy phải cao và cái độ đặc hiệu cũng phải khá. Thì chị thấy ví dụ chị dùng ngay cái ngưỡng kết ốc 15mm thì độ nhạy chị chỉ khoảng 50% và độ đặc hiệu khoảng 50%. Cho nên để đo nên chị sẽ thấy rằng cái siêu âm mà đánh giá cái bề dày nội mạc tử cung thì nó tương đối trong cái việc chẩn đoán sót nhau. À, và tất nhiên khi nó càng dày thì cái mức độ nghĩ đến sót nhau nó nhiều hơn. Nó nhiều khi nó không phải sót nhau, nó ba cái mốc cục gì đó thôi, chứ nó không phải nhau. Ha. Nhưng mà nó càng dày thì mình càng nghĩ đến là sót nhau. Thì gần đây người ta nói đến cái vai trò của siêu âm đốt lương hậu. Tức là khi các anh chị siêu âm những cái sót nhau á, chị thấy hỗn hợp lòng tử cung á, thì các anh chị nên bổ cái đốt lương hậu lên. Thì các anh chị sẽ thấy có một cái vùng giàu mạch máu, à, vùng giàu mạch máu nó có thêm một hay một nhóm mạch máu lớn, khu trú ở bề mặt hay lan sâu xuống cơ tử cung, à, và vận tốc là khá cao. Thì khi cái chị phổ đốt lên vậy á, mà nó thấy có cái sự tượng màu như vậy á, thì nó hàm ý là cái khối mô nhau này đang còn hoạt động. À, còn nếu mà không có thì đây là cái khối không hoạt động và cái khả năng sau đó tự xảy ra. Cho nên người sau này người ta nói là thay vì nói về cái bề dày thì nên dựa trên cái đốt lên màu. Nếu mà cái khối đốt lên màu đó nó có mạch máu thì nó hoạt động thì các chị nên xuống dưới mà hút ra mà gì đổ đốt lên màu lên mà không thấy nữa có nghĩa là cái khối mô nhau nó không hoạt động, đa số nó sẽ tự xảy không cần phải hút nào can thiệp. Thì các chị cũng cần lưu ý với cái gì, các chị lưu ý nhiều khi các chị lầm với gì chị biết không, các chị hay chẩn đoán polio. Thế nên các chị phải coi kỹ, tại nhiều khi mấy cái bệnh cảnh sau sảy thai á là nó nhiều khi nó có những cái tỷ lệ polio. Mà trước đó nó là thai trứng bắn phần mà nó xảy mình biết mình tưởng là thai lưu mà nó là thai trứng bắn phần thì các anh chị tưởng là một cái polio hay là sự cho nên phải coi kỹ nó nằm trong cơ tử cung hay không, có cái khối trong cơ không hay là cái khối trong lòng thôi thì phải nghĩ đến sót nhau chứ đừng có lòng với cái polio. Thì như vậy đối với cái chẩn đoán sót nhau thì mình dựa trên cái bề dày và mình nên làm theo cái đúng không ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái nhóm chính nè, mà cái này nó hơi nhiều thứ trong đó là cái thai ngoài tử cung. Thì cái thai ngoài tử cung á, mình thai ngoài tử cung định nghĩa là sao?
tức là thứ hai nó nằm ở ngoài cái buồng tử cung. Vậy ngoài buồng tử cung là nó nằm ở đâu? Nó có thể nằm ở cái đoạn bóng này, đoạn bóng. Nó có thể nằm ở đoạn kẽ. Nó có thể nằm trong ổ bụng. Nó có thể nằm ở cổ tử cung. À, còn ngoài ra nó có những vị trí nếu gặp sau phúc mạc rồi dưới thận gì đó cũng có nữa, ở đây gặp rồi chứ không phải không gặp đó. Có nghĩa là nó nằm lạc chỗ ngoài cái vùng tử cung thì đa số nó sẽ nằm ở 97% ở đoạn bóng và ở đoạn loan, tức là cái khoảng này đó, thì nó sẽ có cái hình ảnh siêu âm khác, ở đoạn kẽ nó có hình ảnh siêu âm khác ha. Nên là đa số là cái thai ngoài tử cung nó sẽ nằm ở cái đoạn kẽ, ở cái đoạn bóng mà tay ngoài thì cũng nằm như thế nào. Thì bây giờ cái thai ngoài tử cung mình chẩn đoán cái tiêu chuẩn siêu âm mình sẽ thấy cái gì? Mình sẽ thấy túi thai nằm ngoài tử cung, đúng không? Mình thấy cái khối thai nằm ngoài tử cung có danh sách có phồn, có phồn có thể có tiền hay không, hoặc mình sẽ thấy cái khối cạnh tử cung có hình ảnh một cái đường eco dài bao quanh túi thai, giống như là cái túi thai thật mà bây giờ nó nằm ra ngoài thôi, cho nên cái hình ảnh ba vùng xa như là cái dấu rất đặc hiệu. Nó có thể gọi là chị thấy cái túi này mà nó dù nó không có phôi đi nữa, các chị thấy cái dấu ba vùng xa các chị vẫn chẩn đoán chắc chắn 100% nó thai ngoài tử cung, cho nên để ý cái dấu ba vùng xa. Hoặc nhiều khi nó không có thể, nó theo thời gian nó bị, nó không còn ảnh điển hình túi thai mà nó là một cái khối mặt âm hỗn hợp, cho nên là cái siêu âm nó là một cái khối hỗn hợp, cho nên các chị có thể thấy ba hình ảnh này. Và cái khối mặt âm hỗn hợp này nằm tách khỏi buồng trứng, thì theo cái nghiên cứu này ấy, người ta nói rằng nếu mà chị dựa trên ba cái tiêu chuẩn này thì các chị chẩn đoán được 70% ở lần siêu âm đầu tiên. Và nếu các chị lặp lại, tức là có những trường hợp chị không thấy, chị gặp chị theo dõi hoặc hẹn xong theo dõi lại thì siêu âm lần hai các chị chẩn đoán được, có nghĩa là cũng lên được 90%, có nghĩa là cái thai ngoài tử cung cũng chẩn đoán trên siêu âm khá tốt ha. Thì bây giờ đầu tiên là cái ảnh siêu âm ở thai ngoài, ở thai vòi thì chị thấy hình ảnh gì, các chị có thể thấy hình ảnh túi, một cái túi thai nằm ngoài tử cung, nó có cái hình ảnh tim thai bên trong, phôi sống vân vân. Ở đây là dấu ba vùng sai, có nghĩa là chị thấy cái hình túi thai giai đoạn sớm á, nó có cái phản ứng mặn ruột, cho nên nó có cái hình ảnh rất vô đề CO, cho nên các chị sẽ thấy là đây là cái vòng ecoric, chị không thể lầm lẫn với cái khác được. Nhiều khi những cái gan buồng trứng hay cái gì đó chị sẽ thấy nó không bao giờ nó có cái lớp vô rít, có cái vòng ecoric này hết, cho nên chính vì vậy mà chị sẽ chẩn đoán được thai ngoài tử cung, ngay cả những có những trường hợp thai ngoài tử cung nằm dưới gan nhưng mà thấy cái ecoric đó là chẩn đoán chắc chắn luôn. Nhờ cái dấu ecoric đó cho nên nó rất quan trọng, chị để ý cái ecoric nó luôn luôn có cái kỳ, nó là cái lớp nguyên vòng nuôi cho nên nó luôn luôn có cái hình ảnh ecoric, nó là dấu đặc hiệu 100% của thai ngoài tử cung, chứ không đời nó có phôi có tim như này rất là hiếm trường hợp. Cái tỷ lệ mà chị hay gặp nhiều nhất đó là cái dấu một cái khối hỗn hợp nằm kế buồng trứng, chị nhớ là cái khối hỗn hợp nằm cạnh buồng trứng, có nghĩa chị muốn chẩn đoán thai ngoài là chị có thấy cái hình buồng trứng bình thường và kế nó có cái khối hỗn hợp. Bây giờ không thấy buồng trứng đâu, bây giờ không thấy cái khối hỗn hợp kém kém thì đã phút vô thai ngoài tử cung, thì nhiều khi nó sẽ lầm với xuất huyết nang buồng trứng, nang hoàng thể. Cho nên là người ta tiêu chuẩn là thấy phôi thấy tim nằm ngoài thì chắc chắn, thấy hình ảnh bao vùng sai tức là đường ecoric thì chắc chắn, còn cái khối hỗn hợp thì phải nằm cạnh buồng trứng, có nghĩa thấy buồng trứng bình thường rồi thì cái khối kế đó là thai ngoài tử cung. Bây giờ không thấy buồng trứng vô, thấy một cái khối kém kém gì đó hỗn hợp gì đó chơi thai ngoài tử cung, cái dịch trùng đồ rồi bổ ra buồng trắng, xuất huyết nang buồng trứng, đó là do mình thôi, mình không điển hình thì đi chẩn đoán đúng không, cho nên phải là cái khối hỗn hợp nằm cạnh tử cạnh buồng trứng, thấy buồng trứng đây bình thường rồi thì kế đó mới chẩn đoán thai ngoài tử cung ha. Rồi ví dụ đây là một cái hình song thai mà thai ngoài tử cung á, đây chị thấy có ghi song thai nằm ngoài tử cung nữa, trời nhập tử hết, có hai phôi hai bên, có bằng ổ tim thai sót cực bịch bịch luôn. Bản này hồi đó không có luôn video clip nó từ năm 2012. Rồi ví dụ đây là một cái trường hợp các chị sẽ thấy thai ngoài tử cung, chị thấy đây là cái tử cung nè, chị thấy đây là hình ảnh buồng trứng rồi thì cái khối cạnh buồng trứng nó bên trong có phôi, có cái yên mạch tôi biết chị phổ rất là màu lên, chị cũng thấy đây là cái vòng của mạch máu của nguyên bò nuôi. Cho nên đây là một cái trường hợp thai ngoài tử cung mà có phôi, có phôi bên trong. Tất nhiên cái phôi này nó không có tim, nó bị lưu rồi. Nhưng mà sẽ thấy một cái khối nằm cạnh buồng trứng và có phôi. Cho nên mình coi thai ngoài tử cung những cái người trẻ trung năng huyết, khi chị coi chị mới xác định buồng trứng rồi.
cái buồng đứng bình thường rồi thì cái khối ghế đó có cái khối chặn thì mới nghĩ không phải cái cô. Bây giờ không thấy gì hết trơn, chỉ thấy cái khối, nhất là mấy cái xúc thiên nam mình cứ chị nhìn rất là giống giống ha, nhưng mà chị để ý là sao? Nếu ai ngoài từ nếu chị thấy rõ ràng cái khối chặn như vậy rồi thì nó dễ cho chị, nhưng mà nhiều khi chị không thấy cái khối, không thấy cái buồng đứng đây, thấy có cái khối này không? Bây giờ cái khối này nó là thay ngoài tử cung hay nó là cái buồng đứng xuất huyết thì chị sẽ dựa theo những cuốn sách gì nữa. Nếu thai ngoài tử cung chị mới biết rằng nó là thai thì nó trong hay ngoài nó phải có cái đường ecovin, nên phải có cái vòng dài. Nam xuất huyết không bao giờ có cái ecovin. Cái thứ hai là nếu nó là buồng trứng, nó nam xuống tới chịu để ý, các anh chị sẽ thấy nó còn những cái nang nhỏ bình thường ở buồng trứng, còn thai ngoài không bao giờ có cái dấu đó. Thế nên đó những cái để giúp chị phân biệt bị bệnh bị sai. Còn khi các chị không thấy điển hình, tất nhiên thai ngoài tử cung nó rất khó, nó không phải dễ đâu. Những cái như nói với chị là điển hình, còn những cái chị vô chị không thấy gì, thấy cái khối nó giống thì đó. Tại vì khi những cái thai ngoài tử cung mà nó bị theo thời gian nó phát triển, nó bị mất cái ưu đấy, nếu mà lúc nào cũng có echo đích đâu đó. Cho nên những cái đó mình nên thận trọng, mình nên chẩn đoán phân biệt, mình nên theo dõi sơ lại rõ ràng, mình hãy chẩn đoán. Tại khi mình đặt thai ngoài tử cung thì mình phải làm sàng cho coi chỉ định mổ, mổ ra rồi mình thấy mà nó những cái đó nó thật bên trong rồi ta chuyển tụng nó, trời ơi con em bên trong mình bị mổ vậy hơn khúc mê lúc còn mình lưng rồi nó có thai sao sao. Cho nên mình chẳng có thai ngoài, các chị sẽ thấy là nó mới học ít thì hút rất là lẹ, đánh rất lẹ, nhưng mà khi làm càng nhiều bị sai nhiều thì bắt đầu thận trọng càng cao. Cái chuyện đó là chắc chắn thôi. Cho nên cái thai ngoài thì cũng mới dễ mà nó khó, nó không phải. Nhưng mà nếu nó không rõ ràng thì đừng có chẩn đoán vậy thôi. Cái nguyên tắc trong cái siêu âm là vậy. Các chị thấy là nó điển hình thì các chị chẩn đoán, không điển hình chị phải theo dõi ha. Ví dụ đây là một cái hình ảnh mà thai ngoài tử cung mà chị thấy nó vỡ đó, thì các chị sẽ thấy đây là cái buồng trứng, hình ảnh buồng trứng hồng bình thường, đây là cái khối hỗn hợp nó nằm kế với buồng trứng luôn ha, và đây có dịch cùng đồ. Tất nhiên các chị phải có phối hợp thêm beta HCG nó phối hợp đó. Nhiều khi có những cái trường hợp xuất huyết nang, bệnh nhân cũng vỡ, cũng đau bụng, cũng khối hỗn hợp, nhưng mà beta nó âm tính chẳng hạn ha. Còn bây giờ với một cái hình ảnh một cái khối hỗn hợp nằm sát bên buồng trứng vậy và có HCG beta dương tính, dịch cùng đồ hỗ trợ thì mình phải nghĩ đến cái thì bây giờ cái siêu âm chẩn đoán, các chị nhớ rằng nó phải có những cái dấu hiệu nãy như nói với các anh chị, gọi là dấu hiệu trực tiếp. Các anh chị thấy một cái khối cặn buồng trứng có túi nở ngoài, có phôi bên trong dương tính, tim hai dương tính, có hình ảnh ecovic, hoặc là cái khối hỗn hợp nằm kế buồng trứng hình ảnh và ba cục bóc phôi ha. Nhưng mà nó có những cái nó không gọi là dấu hiệu trực tiếp mà gọi là dấu hiệu gián tiếp, và là dấu hiệu. Khi thấy những dấu hiệu đó thì các anh chị mới đi tìm nó, coi nó có thai ngoài tử cung hay không. Tại sao lúc nào cũng dễ nhìn đâu, nhiều khi cái túi thai nhỏ xíu à, nó bị ruột nó che, anh chị không đo được. Chứ không phải chị thời điểm đó chị không thấy nó bị che rồi, nó bị cái ruột nó che rồi. Những cái túi eco trống, những cái eco rít nó nhìn rất điển hình, nhưng mà nhiều khi á, cái thời điểm đó ruột che rồi sao, phân nó rồi sao, nhìn không thấy. Chứ không phải lúc nào cũng thấy đâu, nhiều khi nó nằm hơi cao, đặt âm đạo rồi là không cao, không thấy. Nó khó là vì như vậy ha. Thì bây giờ các anh chị sẽ có những cái dấu hiệu gợi ý hoặc là dấu hiệu gián tiếp. Thì thứ nhất anh chị sẽ thấy lòng tử cung trống, đúng không? Nó có trễ kinh, nó đang huyết HCG dương tính, bây giờ trong lòng nó có, thì các anh chị phải đi tìm coi nó có thai ngoài hay không. Cái thứ hai anh chị thấy là túi thai giả. Túi thai giả là do cái phản ứng mạng bụng, tức là do cái nội mạng tử cung nó bị ảnh hưởng bởi những cái, cũng có cái túi thai mà nằm ngoài, cũng có cái nội tiết tiết ra, cái tử cung nó cũng có cái phản ứng mạng bụng đó. Nó nhìn nhiều khi nhìn từ túi thai. Cái thứ ba là cái khối cạnh tử cung ha, khối cạnh buồng trứng, khối cạnh tử cung. Thì bây giờ trẻ cho nam biết thấy một cái khối cạnh nó vẫn không điển hình của có ecovic, không có phôi thai, thì mình cũng phải nghĩ coi nó có thai ngoài tử cung. Và cuối cùng là dịch cùng đồn. Thì đây là những cái dấu hiệu, là dấu hiệu gián tiếp của thai ngoài tử cung. Thì bây giờ mới nói đến cái túi thai thật với túi thai giả nè. Thì các chị biết là cái túi thai giả trong thai ngoài tử cung, nó gọi là túi thai giả trong thai ngoài tử cung. Thì ví dụ chị thấy đây là cái buồng tử cung, và nó sẽ có cái hiện tượng gọi là phản ứng màng bụng, nó cũng eco dày nó lên, thì đó có nghĩa là cái đây là cái lớp nội màng tử cung, nó là lớp nội màng tử cung, nhưng mà do cái phản ứng màng bụng nó cũng có bị dày lên và nó có sự tiết dịch à, nhiều ca nó bị ra huyết mà, cho nên chị thấy nó có lớp dịch. Và trên siêu âm chị nhìn cái này, chị có thể nghĩ đến là một cái thai trong tử cung. Nhiều khi các chị chẩn đoán nó là thai tử cung ngừng tiến triển rồi, cái bệnh về nhà xong tuần sau nó đau đau bụng, nó vỡ xuất huyết nội, là có thể nhập viện trong tình trạng cấp cứu, là không thể là siêu âm bị mắc dối. Đúng, siêu âm mắc dối là đúng rồi, tại vì anh chẩn đoán thai ngoài, anh chẩn đoán thai trong hoặc là chẩn đoán thai trong luôn á, rồi lên kế hoạch hút 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 xong đi về tuần sau cũng đỡ, thôi mà chứ không có hết. Nhất là
nó tất nhiên cũng về kinh nghiệm, có thể thiếu kinh nghiệm một phần, nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp khó. Thì như vậy các anh chị phải thận trọng. Thì khi các anh chị thấy cái lãnh như vậy thì các anh chị nó là trẻ con túi thai giả, thì biết túi thai giả là phải đi tìm coi có thai ngoài tử cung hay không đó. Có nghĩa là nó chỉ có một cái lớp ecolith thôi. Còn nếu mà túi thai thật thì nó sẽ có double decidual, có nghĩa là ngoài cái lớp nội mạc này rồi thì các anh chị sẽ thấy đây là gì, đây là cái trophoblast của túi thai. Thì bây giờ cái trophoblast cho nên nó thêm một cái đường ecolith nữa thì các anh chị sẽ thấy double decidual, thì đây là túi thai thật. Thì như vậy anh nói ví dụ nó sở này động thai, động lâu ra túi thai mà động thai thì mới nhiêu đây mà động gì, nó mới giai đoạn đóng 4-5 tuần thì nó thêm một cái lớp này. Còn đây là cái khoang nội mạc tử cung thì nó kém kém như vậy, tuổi này mà động thai thì đừng có chẳng, nó kém như vậy là nó bình thường, nó mới có túi thai. Tuổi này nó mới có tiêu cốt mô nó khoảng trên dưới 7-8 mm nè, nó không có này bài phóng lớn nên thấy đẹp, chứ còn những gì để nhỏ bình thường thì sẽ thấy nó cái chỗ này là nó bình thường, nó không có cái tụ dịch gì không có đâu. Cho nên cái đối với túi thai thật thì anh chị sẽ luôn thấy double decidual, còn nếu túi thai giả thì chỉ có một cái lớp như vậy thôi. Và phải biết rằng khi túi thai giả này đừng phải lòng với là gì, 200 tử cung ngừng tiến triển à, cho nên là chẩn đoán là 200 tử cung ngừng tiến triển hút nạo hoặc là chẩn đoán ứ dịch lòng gì đó rồi đi về rồi tuần sau dòng vô thai ngoài tử cung. Cho nên khi thấy cái túi thai giả này á thì phải đi tìm coi có thai ngoài tử cung hay không, có nghĩa là phải đi xem kỹ đó, coi tới coi lui, nếu không có thì thôi, những cái này là tụ dịch thôi ha. Nhưng mà đó là cái dấu gọi là dấu gợi ý chứ không dấu lại trừ à, chứ yên tâm vô thấy này rồi không có thai ngoài đâu nha, cái này thai trong ngừng tiến triển gì đó thì nó sẽ sót cái này mà. Thì như vậy đối với túi thai thật nó luôn luôn có cái lớp trophoblast, cho nên ví dụ anh chị thấy thai ngoài tử cung mà anh chị thấy một cái túi hay cô trống nó nằm buồng trứng phải đúng không, nó nằm ngay dưới gan hay nằm dưới thận gì đó, anh chị thấy cái đường gọi là đường trophoblast này là không bao giờ sai hết, mạnh dạn chẩn đoán thai ngoài tử cung ha. Thì ví dụ đây là nói gì đó cũng có những cái bằng chứng trên khoa học ha. Thì ví dụ đây là một cái nghiên cứu người ta cho rằng cái sự giá trị của siêu âm trong chẩn đoán thai ngoài tử cung ha. Thì đánh giá cái sự chính xác của siêu âm trong chẩn đoán thai ngoài tử cung, nghiên cứu những đương cố gắng lấy những cái nghiên cứu mà meta analysis hoặc là systematic review, có nghĩa là nó tổng hợp rất là nhiều nghiên cứu để nó đưa ra một cái số thống kê đó này, có cái năm 2016 thì mình cũng mới nghiên cứu thì nó cũng mới tổng kết gần đây, thì cho thấy rằng cái giá trị của siêu âm khi không có hình ảnh điển hình là thứ hai cái phân hai nằm trong ngoài tử cung, có nghĩa là khi các chị không thấy hình ảnh trực tiếp á thì nó chắc chắn á, tức là không thấy cái túi thai gì trơn, không thấy cái túi thai cái phôi cái túi nằm ngoài cái bao gồm cell gì đó, chị không thấy hình ảnh đó thì chị dựa trên những cái dấu gián tiếp gì. Thì ví dụ đây nó dựa trên dấu hiệu thứ nhất là buồng tử cung trống nè, túi thai giả nè, rồi cái khối cạnh tử cung ha, cái khối cạnh buồng trứng ha, rồi dịch cùng đồ, rồi hoặc nó phối hợp có hai triệu chứng, tức là ví dụ có cái khối cạnh dịch cùng đồ, có khối cạnh tử cung, có túi thai giả, có dịch cùng đồ, có túi thai giả, hoặc là phối hợp cả ba, thì nó sẽ dựa trên những cái dấu hiệu này để nó cho ra cái giá trị của cái việc chẩn đoán của thai ngoài tử cung có cái độ nhạy như thế nào và cái độ lạc hiệu như thế nào ha. Thì nếu các chị thấy chị phối hợp được hai ba yếu tố thì cái độ lạc hiệu nó sẽ rất là cao, có nghĩa là chẩn đoán bị sai ha. Tuy nhiên càng nhiều yếu tố thì cái độ nhạy nó sẽ giảm xuống đó. Cái độ nhạy nó sẽ giảm xuống thì các chị sẽ thấy nó cũng tùy theo cái dấu hiệu ha. Thì qua cái nghiên cứu này mục đích là người ta nói mình về cái gì, khi không có hình ảnh điển hình của túi thai với phôi thai nằm ngoài tử cung thì các dấu về hiệu vị không phải chỉ không có nó độ nhạy thấp nhưng mà có cái độ đặc hiệu cao trong cái việc tiên đoán, có nghĩa là các dấu hiệu này nó sẽ hàm ý thai ngoài tử cung biết không phải là bằng chứng để loại trừ thai ngoài tử cung. Cho nên khi các chị siêu âm chị không thấy một cái dấu trực tiếp là túi thai có phôi sống, có nhân sắc, có ba gồm xeo gì đó nằm ngoài tử cung thì các chị đi tìm những cái dấu hiệu gián tiếp. Thì khi thấy những dấu hiệu gián tiếp trong cái bối cảnh có HCG dương tính, có trễ kinh, có HCG thử thai dương tính mà bây giờ thấy lòng tử cung trống thì đương nhiên mình phải đi tìm nó nằm ở đâu, nó ở trong lòng tử cung, mình thấy có dịch cùng đồ, mình thấy có một cái khối hỗn hợp cạnh tử cung thì mình thấy có một cái hình túi thai giả, thì đó là những cái dấu hiệu các anh chị phải nghĩ đến nó có thai ngoài tử cung để các anh chị đi tìm ra cái khối đó. Siêu âm lần nào không thấy hẹn sau 3 ngày sau chứ không phải để loại trừ đó. Thì đó là cái mục đích để anh chị biết rằng siêu âm thai ngoài tử cung nó có dấu hiệu trực tiếp và nó có những hình gián tiếp để gợi ý để đi tìm chứ không phải để loại trừ.
và bây giờ mình qua một cái thể cũng hay gặp mà thấy sao càng ngày càng nhiều nha, là cái thai đồng kẽ. Tại vì cái thai đồng kẽ các anh chị chẩn đoán thì nó có cái hình ảnh khác với cái siêu âm thai ở tai vòi như nãy giờ mình học á, nãy giờ mình học là thai tai vòi đó. Bây giờ cái thai đồng kẽ nó khác, nó sẽ bị hình ảnh khác, mà nó có một cái vấn đề nữa là các anh chị sẽ bị lầm với những cái thai trong tử cung mà bắn định tâm. Cho nên là chị phải để ý kỹ cái này. Nhiều khi các chị học cái bài này xong rồi mà học đến tới ha, hoặc là thiếu kinh nghiệm thì nhớ có cái thai đồng kẽ là nhớ câu cao lần chị đó về định quán rồi cuộc đó là thai trong tử cung định tâm. Nên nó không phải thai đồng kẽ, nó nhiều đứa nó bán đâu phải đứa nào nó cũng bán, thường cái thứ thai nó bấm cao và nó bấm lệch qua một bên, cho nên gọi là thai trong tử cung định tâm thì mình sẽ phải thận trọng cái đó ha. Cho nên mình phải biết cho nó rõ cái thai tử cung đồng kẽ. Thì bây giờ định nghĩa nhắc lại cái giải phẫu học, thì cái đoạn kẽ là một cái đoạn ống dẫn trứng mà đi trong cơ tử cung, nó trên phổi trên giải phẫu trên cái mô học của nó là cái cấu trúc của cái tay vòi, cho nên nó được gọi là ống dẫn trứng, mặc dù nó cái đoạn này lúc này nó đi trong cái cơ ha, nó chưa có lỗ lố ra ngoài. Thì cái kích thước của nó là nó khoảng 1-2 cm, nó nằm ở đây và nó có đường kính nó khoảng 7 mm đó. Và khi mà cái thai á, nó chỉ biết nó làm cổ à, nó trên đường nó đi vô đây, mình khi nó dừng lại nó làm cổ ở đây thì nó thành thai ngoài tử cung đồng kẽ. Và nó cũng có cái khả năng là nếu anh chị không chẩn đoán ra mà khi nó phát triển, tại vì nó đồng kẽ nó ngay nó có cơ mà, cho nên phát triển lâu hơn. Còn cái thai tay vòi thì nó cái đoạn vòi nó mỏng, cái tay vòi nó mỏng, cho nên là thường nó vỡ, nó nếu mà không phát hiện được thì nó vỡ, cũng vỡ cái tuổi thai sớm. Còn đây nó nằm trong cơ mà, cho nên nó phát triển nhiều khi đến 11, 12 tuần nó mới vỡ, cho nên là thường nó mất máu rất là nhiều ha. Thì bây giờ cái tiêu chuẩn chẩn đoán thai đồng kẽ là cái chuyện thứ nhất là chị cũng phải thấy buồng tử cung trống, thì đưa dọc vô tử cung thấy buồng tử cung trống, chị thấy có một cái túi thai nằm lệch tông cao vùng đáy, tức là đưa vô tử cung rồi nghiêng qua hai bên, hai đẩy qua hai bên móng chậu ha, mình thấy có cái túi thai nằm lệch qua một bên, thấy sao nó cao vậy, nó lệch tông quá vậy, rồi phải nghĩ ra có phải thai đồng kẽ không. Thì cái điều thực hiện các chị có thể thấy dấu hiệu đồng kẽ thì cái dấu hiệu này nó cũng không phải thường gặp, nhưng mà chị phải có cái tiêu chuẩn là cơ tử cung bao quanh túi thai mỏng dưới 5 mm ở tất cả các mặt khác, đó là một cái tiêu chuẩn rất quan trọng ở tất cả các mặt khác. Nhiều khi chị thấy nó hơi lệch tông á, chị thấy qua một bên á chỗ này nó mỏng nhưng mà quay lại bên đây nó dài, thì coi chừng phải thận trọng với nó là cái thai trong tử cung lệch tông. Cái thai trong tử cung lệch tông của chị á, mổ nội soi ha, chị chẩn đoán lộn với thai đồng kẽ. Nếu chị ở đây chị có làm nội soi chị sẽ thấy quý siêu âm chẩn đoán thai đồng kẽ lên không thấy, thấy đồng kẽ thấy cái gắt nó không bệnh gì trơn á, thì nó là thai trong tử cung lệch tông, cho nên nó không đầy đủ tiêu chuẩn. Mà trên lâm sàng thì ta nội soi thấy rất rõ, nhưng mà khi các chị siêu âm á, các chị sẽ thấy hình ảnh rõ ràng nó có lệch tông đó. Nhưng mà nếu mới muốn đoàn kẽ thì các chị sẽ thấy cái hình ảnh là cơ tử cung bao quanh mỏng và mỏng ở tất cả. Ví dụ chị thấy một cái khối thai ở đây, đây xung quanh là cái lớp này, lớp trophoblast các chị ha, thì chị thấy nó nằm cao lệch tông và nó cơ tử cung quanh đây nó rất mỏng, cái lớp kém kém này nó cơ tử cung còn lại 2-3 mm ở tất cả các mặt khác thì các chị mới chẩn đoán đồng kẽ. Còn không các chị thấy thận trọng, chị chẩn đoán là thai trong tử cung lệch tông trước, siêu âm lại có thể 3 ngày sau thì nó thay đổi, nó phát triển hướng ra ngoài thì nó rõ, mà nó phát triển hướng vô trong thì nó thành thai trong tử cung. Cho nên nếu không rõ thì thận trọng, tại vì mình biết mình chẩn đoán vậy là lâm sàng họ xử trí mà mổ ra không có là cái lỗ người siêu âm, đúng không? Như chị nhìn đây là một cái hình thai đồng kẽ nè, chị đưa dọc vô tử cung, các chị sẽ thấy đây là nặng tử cung buồn, tử cung trống, rồi chị xoay ngang lại, đúng không? Chị xoay ngang lại, chị thấy lệch góc bên phải có cái khối này, nó nằm cao trên đáy, chị thấy không? Nó dính liên tục với cơ tử cung đi ra, và cái cơ tử cung bao quanh này rất là mỏng, nó lệch thẳng ra một ngoài nhưng mà nó vẫn dính lên cái đáy tử cung như vậy, đó là thai trong tử cung, này nó có gương sắt, nó có tiền thai rồi. Nên nó có cái đường sắt và chị thấy nó lồi ra ngoài như vậy, đây cái này là tử cung cắt ngang vùng đáy nè, thì chị sẽ thấy cái cơ tử cung bao quanh này rất là mỏng, gần như chị không còn thấy cái cơ tử cung nữa, thì cái đó là chẩn đoán thai đồng kẽ. Ở đi vô dòng tử cung thấy nội màng rất là đẹp, buồng tử cung trống và xoay ngang lại mình sẽ thấy nó nằm lệch qua một bên, nó dính nha. Còn cái thai đồng kẽ, cái thai tay vòi thì sẽ không thấy nó nằm trên đáy vậy đâu, cắt dọc tử cung xoay ngang thấy nó nằm kế bên, nào. Nằm ngay cái kế bên thân gì đó, nó kế bên cái buồng trứng cỏn này, nó trên đáy, nó phải túi thai bắn cao và bắn trên đáy à, và cái cơ tử cung bao quanh phải rất mỏng. Điều đây là một cái trường hợp khác, anh chị cắt ngang rồi, cái hình ảnh này là cắt ngang thì sẽ thấy cái túi thai này thì nó không có phôi, có tim, nhưng mà chị thấy cái hình ảnh đây, cơ tử cung đây là vùng đáy này, có khi chị thấy cái đường kẽ nó gọi là dấu hiệu đường kẽ từ cái đường màng màng ra, anh chị thấy cái túi thai lồi ra ngoài, cái cơ tử cung nó rất là mỏng. Còn đây là cái khối này, đây bên phải cái khối này nó nằm bên
trái đó, các dòng rồi sau các ngang thì sẽ thấy cái vùng đáy dính từ bên đây đi qua bên cái phổi, đó là cái sai lầm kẽ. Còn bây giờ nhiều khi anh chị sẽ gặp rất là nhiều ca mà nó hơi lệch tâm á, thì không bao giờ nó có cái nổ mà cái nội mạc nó mỏng, những cơ tử cung nó mỏng như vậy, thì phải phân biệt với thai trong tử cung lệch tâm trước. Nếu nó không, cơ tử cung nó không mỏng và đo nếu nó dày trên 5 mm, hoặc có những chỗ mỏng nhưng mà đa số còn lại cơ tử cung vẫn dày, thì phải thận trọng với thai trong tử cung lệch tâm. Nó là thai trong tử cung, thì cái thai trong tử cung lệch tâm á, nó thường nó tiến triển không tốt đâu, đa số nó sẽ, nó vì nó bám được vị trí mà sau đó nó xảy thai. Nó hầu hết nó sẽ bị giam ký và sau đó nó xảy thai. Nó tất nhiên có một số nó ổn định, nó phát triển được trong một thành thai bình thường, nhưng mà cũng có những trường hợp nó sẽ tiếp tục nó phát triển hướng ra ngoài nhiều hơn, thì lúc đó nó rõ hơn cái nặng thai đồng kẻ thì được chị phải chẩn đoán. Còn khi cái chị hạ bút cái chị chẩn đoán thai đồng kẻ phải rất là điển hình như vậy đó, nhưng mấy cái video clip mình coi thì coi phải cơ tử cung rất là mỏng lồi ra ngoài như vậy đó, còn thấy là cơ tử cung còn dày 5 mm 7 mm phải coi lại. Nhiều ca lắm nó lệch tâm, cơ tử cung còn 5 mm trở lên là phải hẹn coi lại, đừng có kết luận ngay. Tại vì nó cũng không vỡ liền đâu ha, các anh chị phải cho rõ ràng. Còn thôi các anh chị chẩn đoán vậy thì người ta mổ rồi sau anh có là người ta sẽ nói là do cái lỗi người xưa. Rồi bây giờ mình qua cái này nó cũng hơi lớn, là một cái đáo bệnh cũng hơi nhiều, mà gọi là cái thai ngoài tử cung ở đồng trẻ, thai ngoài tử cung ở bám sẹo của cái thai ha. Bây giờ cái bệnh này giờ nó nhiều lắm các anh chị ha. Thì cái chị hôm ấy chị đã học cái bài xuất huyết ban cuối thai kỳ, thì có cái bài nhau tiền đạo cài răng lược chị đã biết rồi. Thì cái nhau tiền đạo cài răng lược đó là giai đoạn sớm, nó phải có thai bám sẹo một lên thai, nó phải bám nó sẹo một lên thai, có nghĩa nó bám ở dưới. Tất nhiên nó có những cái trường hợp các chị thấy nhau bám đáy từ cùng không phải tiền đạo, nhưng mà nó vẫn có tỷ lệ cài răng lược, tại cái cơ chế nó tổn thương cái lớp màng bụng đáy gì đó, nhau nó bám chặt trong đó. Nhưng mà cái nhau mà tiền đạo và cài răng lược thì phôi thai nó thì cái thai bám sẹo 1-2. Bây giờ các chị thấy cái nhau thì tạo càng đang được cái nguy cơ người ta mất tử cung rất là lớn ha. Cho nên khi các chị chẩn đoán thứ một thì đa số là người thai, chỉ trừ những cái trường hợp người ta quá mong con á, thì người ta mới tiếp tục chuyển thai và người ta chấp nhận cái nguy cơ mất tử cung, mất khả năng sinh sản thì mới chuyển. Còn đa số thai bám khi các chị chẩn đoán thai bám sẹo 1-2 là có chỉ định ngừng thai ở quý 1. Cho nên mình đừng có bỏ sót ha, người ta thai bám sẹo 1-2 ta tới mình không chẩn đoán được, mình chẳng có thai trong tử cung dọa sảy, tại thấy nó thấp mà chị thấy túi thai nó bám xuống dưới, chị tưởng là thai sảy, thai dọa sảy gì đó, nó bám tụt xuống dưới đi hút rồi nó băng phía tùm lum hết trơn chẳng hạn như vậy. Hoặc là không có băng, không có đi hút mà dưỡng thai thì nó sẽ bị gì làm sao nhau thì nó càng được. Thì bây giờ cái tiêu chuẩn chẳng có thai bám sẹo 1-2 nè, các anh chị sẽ thấy gì, tất nhiên phải buồn tử cung trống, kinh cổ tử cung trống, đúng không? Cái này là theo cái tiêu chuẩn của ông Tim Otis á, là cái ông nổi tiếng trong cái vấn đề siêu âm phụ khoa. Thì anh chị phải thấy buồn tử cung trống, kinh cổ tử cung trống, như loại trừ cái thai bám cổ tử cung. Cái gì chân có những trường hợp nó không phải bám sẹo của thai, nó bám cổ tử cung. Rồi thứ hai là túi thai, mình sẽ thấy cái túi thai nó bám thấp. Túi thai nó bám thấp nó có thể nằm trong cơ tử cung vùng mũi thai hay một phần trong cơ vùng mũi trong lòng. Có nghĩa là túi thai lúc nào nó cũng bám hoàn toàn trong vùng sẹo mũi cũ. Nó có thể bám trong kinh vùng kinh cổ tử cung nhưng mà nó không một phần vô trong cơ thôi, phần còn lại đa số vẫn nằm trong lòng. Và người ta ghi nhận là nếu cái túi thai sớm thì thường anh chị thấy cái túi thai hình tam giác, mà cái túi thai lớn do nó phát triển bự ra đó, cho nên cái hình thành tròn oval thì nó có cái dấu như vậy khác nhau về cái túi thai. Một cái tiêu chuẩn rất quan trọng là các anh chị phải lớp lớp cơ tử cung giữa túi thai và bàng quang mỏng hay mất hoàn toàn, để giúp các anh chị chẳng nói phân biệt những cái túi thai bám thấp, nó bám thấp thôi, nó không có ăn vô lớp mổ hoặc là nó đang trên đường nó xảy ra, thì các anh chị sẽ thấy cái cơ tử cung thành trước và cơ tử cung thành sau đó. Còn bây giờ thấy cái cơ tử cung nó bị mỏng lại, cái thành trước là như vậy mới có ăn vô cơ tử cung. Cho nên phải để ý cái cơ tử cung nó có mỏng hay không khi chẩn đoán thai bám sẹo 1-2. Và tăng sinh mạch máu nhiều, có nghĩa là những cái thai mà bám nó sẹo 1-2, bình thường anh chị thấy cái túi thai nó bám ở đâu thì nó sẽ có cái vòng tuần hoàn của nguyên vòng nuôi. Thì bây giờ nó bám vùng sẹo 1-2, cái thịt cổ nó lơ màu lên, thì chúng ta thấy cái vòng tuần hoàn của lớp nguyên vòng nuôi, và đồng thời thêm cái sự tăng sinh mạch máu của vùng sẹo 1-2. Cho nên chị sẽ thấy mạch máu rất nhiều. Để anh chị phân biệt với cái thai sảy, thai sảy nó trên đường nó tuột ra, anh chị cổ nó màu đây nó không có, đấy nó tuột ra mà nó đâu có bám gì ở đó đâu, nó không có vòng tuần hoàn như vòng nuôi, cho nên chị phải cổ nó lên màu lên. Và bây giờ ví dụ đây là một cái hình thai ngoài thai bám sẹo 1-2, ví dụ đây là ngã bụng, cái chị thấy cái thai nó bám đây,
Và âm này đây là cái vùng sẹo mổ lấy thai. Các anh chị không xác định được cái sẹo mổ thai, chị biết cái đó là cái vùng sẹo mổ lấy thai thôi, cái vùng thôi, không phải là cái vùng thôi, đúng không? Thì đây chị thấy một cái thứ hai nó bám đây, nó bám thấp ở dưới đây, tái từ khu trên đây không có gì chưa, nó bám ngay cái vùng sẹo mổ lấy thai đó, bám trong cái lòng trước đây, đây là có một phần trong lòng ít ít, và chị thấy cái cơ tử cung còn lại rất là mỏng, cái cơ tử cung thành ra nó rất là dài. Và đây là một cái khối thai khác ha, đi ngã âm đạo, thì anh chị cũng thấy cái cơ tử cung ở đây nó còn rất mỏng, cho nên khi các chị siêu âm đây có yếu tố nội mạc, có phôi bên trong, có tim bên trong, thì các chị sẽ thấy là cái cơ tử cung này nó còn lại rất mỏng, chị sẽ đo cái bề dày. Khi anh chị đọc thai bác sẽ một cái thai, các chị phải đo cái bề dày này bao nhiêu, chị nói cho bác sĩ lâm sàng biết, và chị phải đo cái thứ hai, cái thứ ba chiều có dương sắc hay không, vân vân. Đó là một cái thai bác sẽ một cái thai. Mà có những trường hợp chị thấy nó rất là lớn, ví dụ đây là cái cổ tử cung vô cái thứ hai nó có phôi, nó cứ mỏng màng, rồi ví dụ cái này là chị sẽ thấy nó có cái gì nữa, chị xác định được cái rối luôn, có nghĩa là đối với những cái thai mà chị thấy là nó bám thấp, bám tẹo mỗi lấy thai, mà ví dụ chị xác định được cái dây rốn á thì chị có thể tiên đoán được, ví dụ chị thấy đây là cái mặt trước nó bám dây rốn đây, nó sẽ thành nhau tiền đạo cả là ngược đó, và ví dụ như những cái dây rốn nó bám ra mặt sau thì nó bám thấp, nhưng mà nếu mà bám cuốn chuyển thai thì cái xu hướng nó đi trong, nó đi vô trong nhiều, thì những cái dây rốn này kết với nhau nó sẽ thành mặt sau, thì cái tiên đường nó không bị cản. Cho nên nếu người ta nói có những cái nghiên cứu người ta nói cho chị những cái khi mà nó có xuất hiện cái phôi mà nó có dây rốn, chị cố gắng định vị cái dây rốn, thì đây là cái dây rốn, nó có dây rốn luôn. Có nhiều cái ca chị tới chị là nó trễ lắm, hoặc là mới coi có những ca người ta trễ kinh, người ta đi uống thuốc bỏ khóa thai nội khoa, mà ta không đi kiểm tra nó không ra, nó không biết, cho nên khi ta quay lại mình nó rất là lớn ha. Thì những cái trường hợp đó mình sẽ xác định được cái phôi thai, mình xác định được cái dây rốn vị trí bám đâu để mình đánh giá tiên lượng, trong trường hợp cái thai mình nó lớn rồi, nó gian dở rồi, giữ cái cũng không sao, rồi bỏ thì sao, cho nên mình nên xác định thêm cái vị trí dây rốn. Rồi có những cái trường hợp các chị sẽ thấy là nó bị thoái chuyển chứ, tại vì cái thai mà nó bám cái xu hướng cổ tử cung này đâu có phải vị trí bình thường, nhất là nó bám cái vùng sẹo mũi lấy thai này, cho nên nó bị thoái chuyển, nên chị vô chị thấy cái túi thai nó mó mép như vậy ha. Rồi đây là một cái túi thai, nó cũng là thai bám sẹo mũi lấy thai, mà cái túi thai nó theo thời gian nó thoái chuyển đi rồi. Chứ không phải lúc nào mình thấy cũng điển hình cái túi thai đẹp đâu, mà vô có thể thấy là cái khối hỗn hợp hoặc là cái túi thai mà có cái hiện tượng thoái chuyển ha. Ở đây là nó gọi là những cái dấu mà lacuna, thì đây là một cái dấu cho thấy là càng ngược lại đó, chị có thể tiên đoán được ở cái quý 1. Tức là những cái thai bám sẹo mổ lên thai mà chị thấy có những túi hình ảnh dài ra được, ví dụ quý 2, quý 3 những cái lacuna thì nó là một cái dấu hiệu mạnh. Ví dụ cái ca này chị phủ bức lên màu lên, cái ca này rất là hay. Cái ca này là thai phụ này á, là người ta không có mổ lấy thai, người ta sanh thường hai đứa, nhưng mà cái ca này nó mới coi là hồi tháng 4 ha, thì tháng 11 năm ngoái là nó mổ bóc nguyên sơ, cho nên bây giờ nó có cái thai này để bán, là bán sẽ mổ bóc nguyên sơ. Chị thấy đây lòng tử cung, đây là cái đoạn dưới cái ca này nó hơi cao chút xíu chứ không nằm ngay cái vùng dưới, mà đây là cái vùng sẹo mổ lấy thai, nói chung nó cũng đoạn dưới chứ không phải là thấp ngay cái vùng, nó rất là thấp như những cái gần cổ tử cung, những cái sẹo mổ lấy thai. Thì đây là một cái trường hợp song thai đó, nó có hai túi thai, có hai viên sắt bên trong mà bám nó sẹo mổ nó sâu, đó phải là mổ lấy thai. Thì những cái khối mà các chị thấy khi chị phổ đất màu lên là chị sẽ tăng sinh là máu khủng khiếp lắm. Đây là những cái ca sau điều trị đó ha, hút ra và bơm gì đó rồi nó còn cái khối hỗn hợp khủng khiếp lắm, mà vậy nó mấy tháng trời nó mất ghê lắm. Bởi vì bây giờ người ta nói cái vấn nạn của cái việc mổ lấy thai á, chị nếu chị coi những cái ca mà thai bám sẽ mổ lấy thai, hoặc những cái ca mà do tiền đạo càng lên đường, nó ghê lắm luôn á, biết chừng nào mới mất cái khối này mấy tháng trời, có nhiều người đi tới thì đuôi xe tới xe luôn. Cho nên là cái vấn đề thai mổ sẹo lấy thai các chị cũng đoán như được ha, đó là dựa trên những cái tiêu chuẩn. Các chị nhớ những cái tiêu chuẩn đó, và khi nhớ chẩn đoán thai bám sẹo mổ lấy thai phải không, phải nhớ với cái gì, ngoại trừ cái thai bám khớp, cái thai đang sảy, cho nên mình phải có những cái dấu hiệu cổ đốt lên, rồi ta mới có người dùng dấu hiệu trường đẩy coi cái thai nó có sụp sịch hay không đó, mình phải phối hợp những cái đó, chứ không phải lúc nào cũng thai bám sẹo mổ lấy thai. Phải thấy cơ tử cung mỏng đi, cái tiêu chuẩn nó rất quan trọng. Và những cái trường hợp mà nó đang sớm, các chị thấy có những cái trường hợp mà nó bám thấp thôi, thì mình nếu người ta mau muốn dưỡng thai thì mình nên theo dõi tiếp.
tại vì khi mình hút ra sớm quá thì khi nó giai đoạn sớm nó chưa có ăn chưa trong lòng tử cung đâu, nó mới nằm ngay cái đường cây cổ của tử cung thì nó lại là bám thấp rồi đó. Nếu mà tôi mong muốn dự thai mình theo dõi tiếp theo cái sự tiến triển như thế này, tức là nó mới giai đoạn sớm có thể nó chưa nằm trong lòng mà nó nằm trong cái kinh cổ tử cung. Giờ có một số cái nó hơi hiếm nhưng mà chị cũng biết ha, thì nó gọi là tử cung một sừng. Thì trong cái bài dị dạng tử cung đó, chị sẽ học cái dị dạng tử cung. Nó có cái tử cung và tử cung một sừng, tức là hai cái ống mulleria này nó không có nhập với nhau, một bên này thoái chuyển, bên này nó phát triển, thì bên đây nó thành cái tử cung một sừng, còn ở đây có một cái sừng trộn. Thì cái sừng này nó có một cái tỷ lệ là nó có sự thông từ trong cái buồng tử cung chính ra, cho nên nó vẫn có cái hiện tượng có thể thụ thai ở đây. Còn mấy cái thể mà nó bứt dày thì nó không xảy ra thai ngoài tử cung ở sừng trộn không, nhưng mà cái thể này nó có này. Thì các chị siêu âm các chị sẽ thấy cái hình ảnh một cái tử cung hơi trộn, nó gọi là tử cung một sừng, tại vì đây nó chỉ có một đoạn kẽ thôi. Thì chị siêu âm chị sẽ thấy đây là tử cung một sừng, ở đây có một cái khối thai ngoài nằm kế bên đây. Thường chị thấy đây nó có cơ, nó có cơ, cho nên nó cái khối bên quanh cái tố thai nó có cơ bao quanh, thì chị nghĩ đến là thai tử cung ở sừng trộn. Còn nếu thai rộng bóng thì chị hay gặp thì nó cũng cạnh tử cung vậy, nhưng mà cái cơ tử cung nó mỏng, nó không có cái lớp cơ, tại vì nó là cái lo còi mà. Còn cái này là cái tử cung một sừng thì các chị sẽ phải thấy cái cơ tử cung, cho nên cái cơ tử cung nó có một lớp tử cung bao quanh thì phải nghĩ đến là cái thai ở tử cung trộn. Thì đây là một cái hình vuông của ông cho cô biết, tại không có cái ca nào hết. Thì đây chị thấy cái tử cung đây, thì các chị kế bên này chị thấy một cái thứ hai có cái khôi à, và bên quanh bên quanh ý ông nói là cái cơ tử cung nó dày, thì mình biết là tử cung ở tử cung trộn à. Thì nếu mà tử cung ở tay rồi thì không bao giờ có cái lớp cơ bao quanh đâu. Còn nếu mà tử cung đoạn kẽ thì nó sẽ nằm lên trên đáy và nó chính trên, nó từ trên đáy nó đi ra. Còn đây nó nằm kế bên, nó kế bên giống như cái vị trí của hai tay vòi gì đó, nhưng mà nó có lớp cơ dày. Thì mình mới nghĩ đến là thai ở sừng trộn, tử cung thai ở sừng trộn. Tại vì nó có thể đó cũng gặp mấy ca rồi, chứ không phải là không có gặp đâu. Rồi cái cuối cùng của cái thai ngoài tử cung đó, đó là cái thai không xác định vị trí ha. Thì cái thai không xác định vị trí là nói chung á, thì bây giờ nếu chị trước đây chị đọc, bây giờ chị lên cái tạp chí siêu âm sản của anh chị mà sập đánh ghi là pregnancy of unknown location á, chị sẽ thấy có nhiều nghiên cứu ghê lắm, nó nhiều lắm luôn á. Cho nên cái chị thấy rằng á, là nó cũng cái việc chẩn đoán vị trí thai giai đoạn sớm nó rất là khó là vậy ha. Thì khi các chị siêu âm không thấy thai trong và cũng không thấy được thai ngoài mà xét nghiệm thai thì dương tính, có nghĩa là beta HCG nó có chứng tỏ thai, thì chị nói là thai không xác định vị trí ha. Thì bây giờ người ta nói cái này nên là một cái thuật ngữ mô tả siêu âm hơn là chẩn đoán bình thường, tại vì khi cái này không phải là một cái giai đoạn ban đầu, nó sẽ thành thai trong hay là thai ngoài đó là chị thời điểm chị chưa xác định được, cho nên đây là một thuật ngữ hơn là một cái chẩn đoán, và chị phải siêu âm lặp lại để các chị tìm ra nó ở đâu nha. Thì sau đó nó sẽ là thành thai trong tử cung, nó có thể xảy thai hoàn toàn, thai ngoài tử cung vân vân. Thì nó chính ở cái thời điểm mà nó có ở cái thời điểm mà chị không xác định được thì các chị chẩn đoán là thai không xác định vị trí và phải xâm nhập lại. Bây giờ mình sẽ vô cái cuối cùng, đó là cái thai trứng. Thì cái thai trứng nó sẽ có ba cái lâu nay mình học là thai trứng toàn phần, thai trứng bán phần. Thì bây giờ nó có một cái là song thai với một thai trứng toàn phần nữa, thì mình sẽ học thêm cái này nữa ha. Còn cái chuyện mình đi học bác sĩ mình ra trường mình biết đó, có cái thai trứng, thai trứng toàn phần, thai trứng bán phần một. Rồi bây giờ mình nhắc lại cái di truyền chút xíu, tại cái này nó liên quan tới cái việc chẩn đoán về cái việc di truyền học. Thì bây giờ thai bình thường á, thì nó sẽ là một trứng có một gốc, một cái tinh trùng có một gốc từ bố, một cái có một gốc từ mẹ, đúng không? Thì nó thành là 46 XX hoặc là 46 XY. Bây giờ thai trứng bán phần có nghĩa là nó là 69 X 69, có nghĩa là nó không phải hai cái mà nó có hai cái từ bố và một nguồn gốc từ mẹ, có nghĩa là nó hai cái tinh trùng nó nhập vô à, nó thành một cái 69 thì gọi là thai trứng bán phần. Rồi thai trứng toàn phần á, thai trứng toàn phần là một tinh trùng nhân đôi bên trong một trứng trống, hoặc hai tinh trùng tự tinh với một trứng trống thì nó là thai trứng toàn phần. Có nghĩa là cái phôi đó là cái phôi, cái noãn đó, đó là cái noãn trống, nó không có cái di truyền bên trong, thì hai cái thằng tinh trùng nó chui vô, hoặc là một cái thằng tinh trùng nó chui vô rồi nó nhân đôi lên thì nó gọi là thai trứng toàn phần. Cho nên về cái mặt di truyền là các chị sẽ thấy nó khác nhau. Thai trứng bán phần là 69, nghĩa là nó phải có hai cái tinh trùng của bố, một cái loại từ này.
Thì về cái mặt di truyền này nó như vậy. Thì bây giờ về siêu âm á, tại sao tí mình phải nhắc đến cái di truyền này? Tại bây giờ cái siêu âm thì các chị thấy cái chẩn đoán thai trứng bán phòng á, là các chị nhớ rồi, nó dễ đúng không? Hình ảnh túi thai có nhau bên trong, có phôi, có nhau có phôi hay không, và có nhau có thoái hóa tổ ong đúng không? Tức là nó có thai và có nhau tổ ong, thì các chị phải nói thai trứng bán phòng. Tuy nhiên cái thực tế nó không phải, nó sẽ bị sự trùng lóc. Nó hình chỉnh trùng lóc là vì sao? Có những cái trường hợp sảy thai, nó sảy thai không hoàn toàn, cho nên các chị nó trong lòng có cái mô nhân, nó vẫn có thể còn một cái mô nhân. Rồi có những cái thai nó ngừng tiến triển, tức là có bước thai rồi sau đó nó ngừng tiến triển, cái mô nhân nó cũng bị thoái hóa đi, cho nên các chị sẽ lầm giữa cái này thai trứng bán phòng với cái sảy thai không hoàn toàn. Cho nên bây giờ các chị thấy rằng cái việc mà chị chẩn đoán thai lưu á, thường người ta phải trẻ có bệnh, có nghĩa khi chị chẩn đoán thai trứng, thai đua thoái hoặc là thai ngừng tiến triển hay gì đó, thì các chị phải gửi cái mô bệnh học để các chị loại trừ cái thai trứng bán phòng. Tại vì trên siêu âm á, nó bị lầm hai cái này ha. Còn bây giờ thai trứng bán phòng á là nhau, cái chị siêu âm vô chị thấy là tổ ong thôi, nhau thoái hóa tổ ong, không có phôi thai, không có túi thai bên trong, thì cái chị chẩn đoán thai trứng bán phòng. Thì mình nói nghe đơn giản nó vậy á, giống như Nguyên trước đây thì Nguyên cũng nghĩ ồn dễ quá, siêu âm chẳng nói dễ quá ha, cũng là tổ ong, không thấy túi thai chẳng nói thai trứng bán phòng, giờ thấy tổ ong, thấy nhau tổ ong mà thấy có túi thai phát triển, thì thai trứng bán phòng, nghĩ là đơn giản như vậy, nhưng mà thật sự không phải đơn giản, cho nên tại sao mình phải đi học sách học vở mà mình phải tập test là vậy. Thì ví dụ đây là một cái nghiên cứu cũng một cái nhóm tác giả rất nổi tiếng ở Anh, thì người ta nói rằng cái khả năng chẩn đoán thai trứng của siêu âm là dưới 50%. Đó. Hầu hết những thai trứng bán phòng thì có hình ảnh giống sảy thai hoàn toàn hay không hoàn toàn, có nghĩa là giống như vô bệnh cảnh thì chẳng nói là sảy thai sót nhau mà nó là thai trứng bán phòng. Và như vậy người ta đề nghị rằng á, là nên giải phẫu bệnh thường quy tất cả những thai sảy không hoàn toàn hay thai ngừng tiến triển để tiêu chuẩn chẩn đoán để loại trừ nó là thai sảy hay nó là thai trứng bán phòng. Thì ví dụ đây ha, đây là một cái nghiên cứu khác, cái nghiên cứu này là nó từ 1000 ca đó, nó mới đưa ra cái kết luận này. Còn cái nghiên cứu này thì nó là một cái nghiên cứu khác của một cái nhóm tác giả nổi tiếng ở Anh, thì cho thấy là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cái việc chẩn đoán bệnh lý thai trứng, ví dụ đây là thai trứng, thì độ nó nói tính chung độ nhạy 44%, độ đặc hiệu 48%. Đối với thai trứng bán phòng thì anh chị thấy cái tiêu chuẩn chẩn đoán tệ nhất đối với siêu âm, độ nhạy có 20, độ đặc hiệu 2. Thai trứng toàn phòng thì các chị không có mỏ sót nhưng mà anh chị cũng nói sai đúng không? Tại vì mình thấy hình ảnh tổ ong là vơ vô hết, thai trứng toàn phòng không có sót, nhưng mà nó sai là vì nó lộn với gì sót nhau. Và khi nhau nó sót nhau nó sẽ thai không còn, nhau có hỗn hợp đó nhìn như tổ ong hoặc tăng sinh tuyến dạng nang gì đó, cái nội mạc nó dày lên, nó có eco trống thì tưởng là thai trứng toàn phòng, nhưng mà làm giải phẫu bệnh nó ra là nó là mô tuyến tăng sinh hay là sót nhau, bị lầm cái đó. Cho nên cái gì chẩn đoán thai trứng toàn phòng cái gì không sót thì mình chẩn đoán sai, hai ca nó đúng ca. Còn cái thai trứng bán phòng á, cái gì chẩn đoán sai là vì cái gì lầm với cái gì sảy thai không hoàn toàn, thai ngừng tiến triển. Cho nên 10 ca thì các chị phát hiện 2 ca. Rồi anh chị nói 10 ca thì chị chỉ đúng 2 ca thôi. Cho nên tại sao cái nghiên cứu này nó nói là tất cả những cái trường hợp sảy thai sót nhau phải làm giải phẫu bệnh học. Cho nên trước đây mình hay nói có cái bệnh nguyên vào nuôi sau sảy thai thường, nhưng nghĩ không phải vậy đâu. Tại vì mình không có chẩn đoán được cái thai trứng bán phòng mà nó giống như là cái thai sảy. Cho nên sau đó nó tiến triển thành chorio nhân chorio. Chứ nó sau thai thường đó nó thai nhân chorio có thể xảy bệnh lý nguyên vào nuôi, có thể xảy ra sau sảy thai sau sinh thường hay gì đó, thì mình nghĩ là do mình không có phát hiện mấy cái thai bị lầm giữa hai cái đó. Cho nên các anh chị nhớ rằng đối với cái thai trứng mình chưa học thì mình nghĩ ồ siêu âm chẩn đoán đơn giản, nó dễ lắm, muốn trật đâu, nhưng mà nó trật dữ lắm và nó sai dữ lắm. Cho nên tốt nhất là mình nên những cái thai sảy, những cái thai mà gọi là sót nhau là vậy, mình nên làm cái giải phẫu bệnh ha. Ví dụ anh chị nhìn cái ca này, đây là một cái trường hợp anh chị thấy đây có thai ha, cái lẫn này là gì, lẫn tổ ong đúng không? Chị có nghe mà chị thấy thì đây là một cái trường hợp thai trứng bán phòng, lẫn nhau tổ ong và cái phôi thai nó tới hiện
cái trường hợp mà bị polio sau cái lúc nào thay trứng ở dưới tỉnh ha, thì chị thấy cái tử cung bình thường nhưng mà xuống dưới đây từ cái cổ tử cung đi ra tới âm đạo mà cảm thấy cái mảng cổ âm vì phổ mà máu màu lên nó rất là tăng cung rất là nhiều, cho nên đây là cái mảng polio sau khi lúc nào thay ở tử lòng tử cung bình thường ha, thì cái mảng là một cái nhau mình phản ông của cái vẫn còn cái mô trứng nó tăng nó sầm lấn xuống dưới cái vùng cổ tử cung. Bây giờ mình phải cần biết một cái nữa đó là loạn sản trung mô đánh nhau à, tại vì nhau á thì chẳng có thay trứng bánh phần á, chị thấy là ở nhau cổ âm đúng không, thì chị nghĩ thay trứng bánh phần nhưng mà nó có một cái bệnh lý gọi là loạn sản trung mô đánh nhau, có nghĩa là cái bánh nhau nó bị bất thường chứ nó không phải thay trứng bánh phần, cho nên á khi các chị chẳng có thay trứng bánh phần á thường á chị mới phân biệt với loạn sản trung mô đánh nhau, thì muốn phân biệt được thì các chị phải chỉ định trung với nghe nhau, cho nên mấy cái ca thay trứng bánh phần á kỹ là anh chị phải làm xin với nghe nhau, tại vì nó có thể lầm với cái loạn sản trung mô đánh nhau. Và em nó đánh nhau cũng hình tổ ong cũng dày lên như vậy ha, nhưng mà chị xin với nghe nhau ra thì nó là bình thường. Còn hồi nãy mình nói thay trứng bánh phần là chị 69, cho nên chị xin với nghe nhau là 69 XXC gì đó. Còn bây giờ loạn sản trung mô đánh nhau nó là 46 XXC, cho nên là thay trứng bánh phần là thường phải làm xin với nghe nhau để chị loại trừ cái bệnh này. Ví dụ đây, nhưng mà cái loạn sản trung mô đánh nhau á, thường nó sẽ có thêm một cái số hình ảnh khác. Ví dụ nó có hình ảnh là nhau tổ ong thì đa số ha, nó có khi nó không có tổ ong mà có bánh nhau dài lớn rồi các mạch máu trong nhau nó giãn rồi lần hai nó có bất thường, ví dụ như có một cái tác huyết quay men gan to lượng to rồi nó có u gan v.v. thì đây là một số cái báo cáo về cái loạn sản trung mô đánh nhau ha. Thì anh chị sẽ thấy là bánh nhau nó dài, nó có tổ ong. Đây là ba cái trường hợp mà báo cáo của thứ kiến tác giả này đó. Tức là loạn sản của mô bánh nhau nó sẽ có cái nặng nhiều khi cũng thấy giống như là thay trứng bánh phần vậy đó ha. Thì đây là một cái trường hợp. Cái gai này là sao nó sinh ra đẻ thường làm sinh thiết gai nhau. Tại lúc đó chẳng nói là thay trứng bánh phần. Và cái bệnh nhân đi làm sinh thiết gai nhau nó bình thường. Nó là ủa sao kỳ vậy? Rồi cái mình đó mình lẫn nhau tổ ong nhưng mà cái lẫn đó cái lẫn nhau tổ ong thì xin thấy nhau bình thường ha, cho nên là nhớ là hai trứng bánh phần nó có thể là của cái loạn sản trung mô đánh nhau. Rồi bây giờ mình qua một cái cuối cùng nè, đó là cái sau thai với một thai trứng còn phần đó, cái tần suất nó rất là thấp nhưng mà nó có thể gặp ha, thì như vậy các anh chị sẽ thấy rằng á hiểu chị nhìn hình này, thì chị thấy nó khác với cái này thay trứng bánh phần sao? Nó khác là sao? Nó khác ở chỗ là nếu mà thay trứng bánh phần thì các chị chỉ thấy bánh nhau tổ ong và thai thôi, còn đây các chị vẫn thấy có nhau bình thường, có nghĩa như vậy đây là một cái song thai có một cái thai bình thường này. Có một cái thai bình thường và một cái bánh nhau tổ ong thì như vậy nó là song thai, ai bắt buộc nó là cái thai bình thường, có nghĩa nó là cái thai bình thường, có khi nó là một cái thai còn hay trứng còn còn ha, cho nên khi mình siêu âm mình thấy có một cái bánh nhau tổ ong và có thêm một cái bánh nhau bình thường nữa thì mình biết nó rơi vô cái tỷ lệ là song thai, một thai bình thường và một thai trứng còn phần à. Thì thường mấy cái này sao nó xảy hết trơn à, nếu nhiều người họ muốn mong con có những ca như thấy mà dữ á, họ gặp mấy ca có những ca hồi dữ nhưng mà đến lúc cuối nó xảy, tại vì cái người nhân thai trứng này chỉ thấy không lúc nào nó xảy à. Có một trường hợp tam thai nha, cái ca nó tam thai luôn, siêu âm thấy hai đứa bình thường từ độ mờ nhai ngáy cho đến 4D vẫn còn song thai bình thường, tự nhiên nó đến đâu 7, 6, 7 tuần nó ra huyết, nó ra huyết cái tính vô siêu âm lại thì khi đó thấy nguyên cái bệnh tổ ong nó nằm cái nhau tổ ong nó nằm nhìn nó dưới, có nghĩa là trước đó nó có tam thai, hai thai bình thường, một thai trứng toàn phần, nhưng mà có thể lúc đó cái mình tổ ong nó chưa có nhiều, nó nằm ở dưới, người ta không có thấy được, người ta coi hai đứa xong người ta đã mệt, người ta cố gắng coi được cái song thai là cũng mệt mỏi rồi, đâu có nghĩ tới cái tổ ong nằm dưới, nhưng mà sau đó có thể là tiến triển cái tổ ong nó nhiều hơn, bệnh nhân nó ra huyết, cho nên là đến vô coi
phí rất lớn. Rồi thì như vậy cái bài này nó cũng hơi nhức đầu quá, nó nhiều thứ quá, chị chắc chị cũng hơi bị đổ quả rồi đó. Nhưng mà vậy chị sẽ đọc lại nhiều lần để nó vô được ha. Thì tóm lại cái biến chứng thứ hai thì sớm nó sẽ chia làm ba nhóm chính. Hai trong thì cũng có biến chứng là xuất huyết là gì, khó bù với hàm miệng, đến đọc đầu thai nữa nha, đọc khó bù với hàm miệng. Rồi thai ngừng tiến triển thì theo dụng trẻ mới như thế nào. Rồi thai ngoài tử cung mình nhớ có nhóm thai ngoài tử cung thở, thai vòi, thai ngoài tử cung ở lòng kẽ, thai ngoài tử cung thở sẽ hộ lấy thai. Đó là cái chính. Và cuối cùng thai trứng thì nhớ thai trứng bán phần rất dễ làm với thai sảy. Cho nên những cái chẩn đoán thai luôn thai sảy mình nên làm đơn thuần học, tại vì nó có thể là thai trứng bán phần. Cho nên là biết rằng thai trứng chẩn đoán rất là dở, siêu âm chẩn đoán rất là dở, nói 2K trúng ca, nói 2K tặng ca vân vân, 2K phát hiện ca. Còn thai trứng ngoài phần thì không có sót, nhưng mà nó sai. Cho nên cái tiêu chuẩn chẩn đoán thai trứng là biết siêu âm rất là dở. Mình nhớ trong thai trứng nó có thêm cơ thể là thai trứng gì, có một cái thai bình thường, mấy cái song thai, một cái thai bình thường, một cái thai bình thai trứng ngoài phần. Rồi như vậy mình đó là những cái biến chứng gói gọn trong đó thôi. Nói chung là cái chương rất lớn đó, nhưng mà nói thì có một tí các anh chị cũng bị dừng chị giả làm sao cứ thầy thật làm sao để mình chẩn đoán cái hai trong và hai ngoài cũng không. Và nếu mà anh chị có ở nước ngoài nó có cái đơn vị là đơn vị thai sớm ha, thì nó sẽ giúp giảm được cái số nhập viện nhiều lắm. Tại bây giờ cái gì nó